Con thì không chịu đẻ, không đẻ. Lục, cứ mở cho mà mẹ mày cũng muốn nó rớt vào mặt không? Cái hô không lục, cái được không con? Không nuốt nổi. Anh uống à? Anh xin lỗi. Lốt ván này về nấu cơm ăn cơm thôi vợ ạ. Rồi, cả một bãi ván đã được vợ tôi phơi sạch trong vòng 2 tiếng. Quá đỉnh. Đâu? Bé, bồ câu đâu? Bồ câu, con cá ở đâu? Cá ở ao. Đúng rồi. Sao thế em? Con cún dễ thương nhỉ? Thôi về đi. Vợ uống nước đi, cả một buổi sáng phơi hết cả bãi ván rồi. Sao mặt nhiều tâm sự đấy? Ra không ngồi đây à? Ra đây cơm nước gì mà chưa mà ngồi đấy? Mẹ đâu về đấy? Đánh bài hiếp đâu? Thua à? Chả thua. Mà buồn lắm. Bực rồi đấy. Đi làm đi chứ. Giờ này mà còn cứ ngồi ở đây nữa chuyện trò cái gì? Các anh các chị tưởng là giờ này là mấy giờ rồi mà cứ ngồi đấy? Con vợ chồng con mới đi phơi ván về mẹ. Ván cái gì được bao nhiêu lắm mà mới phơi ván? Ngồi nghỉ chứ. Nghỉ cái gì mà nghỉ gì thì ta thấy lâu lắm rồi mà giờ chưa cơm nước gì. Muộn rồi. Có đứng dậy không? Con thì không chịu đẻ, không đẻ. Không ấy. Mẹ, còn mẹ hay nhỉ? Con cái Lục thì cho nó linh tinh linh tinh cái gì? Lục cứ mở cho mà mẹ mày cũng muốn nó rớt vào mặt không?
Nói là phải làm. Sao nắng chang chang này không đội cái mũ cái nón vào? Thôi vặt rau nhanh nhanh về nào, nắng này chưa nơi rồi. Không đội à? Thôi bằng này rau đủ rồi em ạ, đi về ăn trưa thôi. Nay em làm cả buổi sáng mệt rồi. Nhá, về nhá. Mẹ ơi, mẹ ra ăn cơm ạ, bố con nấu xong rồi. Cứ đến bây giờ để đói dã ra bây giờ với cơm với nước. Mẹ ra ăn cơm đi. Người ta còn đã chuẩn bị ăn đến bữa hai mình bây giờ mới ăn cơm. Ăn đi. Thế này mà ăn à? Đấy, nhìn vài cái mấy rau mấy quả trứng này ăn cái gì? Đây này, ăn cái này ăn cái gì? Lấy đâu mà sức? Ăn như mày bà ăn à? Thế đi làm về để mua những cái này mà ăn à? Thế này mà ăn à? Ăn kiểu gì? Sống làm sao được? Chúng mày lấy nhau bao nhiêu năm rồi? 4-5-6 năm nay rồi. Mà cái giá đây đi đẻ cho tao lấy một mống để nối dõi tông đường của tao chứ. Thì bây giờ không thấy đẻ. Không biết là chồng hay vợ mà như thế này. Người ta mới bảo là cái khô không độc, cái độc không con đấy. Như vậy đấy. Khóc à, oan uổng lắm là mấy năm nay rồi. Mong mãi con đi cháu không có. Bây giờ thì tôi biết dựa vào đâu. Các anh các chị là bây giờ là mấy năm trời rồi. Mẹ ơi, con cái là lộc trời cho, mẹ đừng nói như thế. Trời à, chúng mày ấy, trời, chả trời nào cả. Trời chúng mày, ăn đi. Ôi mẹ, trời đánh tránh miếng ăn. Đấy. Tao không nói gì không sai đâu. Ăn nó nhanh lên. Mà làm. Đừng có đấy mà chồng nữa à. Mẹ ơi, bọn con đang phải tiết kiệm tiền. Để mấy đứa còn đi khám xong có tiền mà nuôi con. Bã tã bỉm các thứ chứ. Mình ăn cái này đủ chất rồi. Đây là món chám mẹ thích ăn nhất đây này. Trứng ốp gà nhà bé nuôi siêu ngon, rau thì rau sạch, luộc xanh lè. Đây, bà kia cận này. Đây này, nhìn đến này mà ăn à? Ăn đi, còn ở đây mà chọc hũ à?
Nhìn người thì mà là đã ăn thì lên không ăn thì mà lấy đâu có sức lại khóc à? Tại chọc cái gì bụng ở mặt. Mẹ ăn cơm đi, không bữa cơm không cãi nhau. Rồi, em ăn đi. Ăn nè. Bữa cơm không cãi nhau. Có mời mẹ ăn cơm. Ăn nè. Trời ạ. Từ lâu rồi về này là chuẩn bị đẻ đấy. Đấy, chướng chưa? Kế hoạch cái gì? Không thấy đẻ đái gì cả. Bây giờ mong mãi cũng không thấy. Ra đây bà bảo người ta phải bảo là câu ca các cụ nói rồi. Cây hô không lộc, cây được không con. Không nuốt nổi. Anh xin lỗi vợ. Để vợ phải nghe những lời cay nghiệt từ mẹ như vậy. Anh biết vợ cũng muốn có con lắm. Cũng một phần do anh nữa. Anh xin lỗi. Quần áo đâu đấy? Lên bãi ván à? Nắng nôi làm vừa sức thôi nhá. Mẹ, sáng anh thấy mẹ cầm xe phóng đi đâu nhanh lắm, chắc đi chơi với bạn. Thôi giờ anh chạy ra công trường nhá. Làm cố gắng nhá. Nhớ nghỉ ngơi uống nước đầy đủ đấy. Rồi anh đi thôi.
Em mày về đây anh bảo. Có cái gì vậy? Xi măng ở đây còn bao nhiêu tấn em? Tụi em này có khoảng 5 đến 10 tấn anh ạ. Chiều lấy cho anh 2 tấn vào trong thôn cho anh nhé, công trường trong thôn đấy. Vinacomin hay là Tân Quang anh? Đây là Vinacomin này, trong đây là Tân Quang. Thế lấy xi măng Tân Quang cho anh. Vâng, ok. Lấy 2 tấn vào cho anh nhé. Chiều luôn đi. Vâng. Đấy đúng giờ là chiều công nhân làm ấy. Vâng, vâng. Có mấy gà rồi cả kê. Quen thì không có lấy đâu, về là giờ chúng là rất nóng quá nữa. Thank you.
em gửi tiền. Thế nào của chị được 200 nghìn?